Các bạn biết trái này trái gì không các bạn? Trái vải các bạn. Vải nhưng mà không phải vải nhà, đây là trái vải rừng. Trái nó nhỏ gì nè các bạn. Trái nó bằng ngón tay thôi các bạn ơi. Bằng ngón tay à. Các bạn thấy không? Bằng ngón tay à. Hồi xưa hồ mà còn rừng chưa cấm á các bạn, rừng đó còn tự do vô phá, còn người ta đi hái nhiều luôn các bạn ơi, trong rừng. Nhưng bây giờ hết rồi các bạn ơi, nó chặt thời gian đó, nó chặt cây nó làm củi lò các bạn. Hồi xưa thì nhiều lắm các bạn ơi, chua lắm các bạn ơi, chua lắm. Để ăn cho các bạn coi. Trái nó nhỏ nè. Đây không phải mình hái đó các bạn. Người bạn vô rừng, đi rừng gặp hái nè. Nhưng mà giờ nó cũng ít lắm các bạn. Nó như vải nhà các bạn ơi, y chang vải nhà nhưng mà nó chua. Chua khiếp luôn á. Bởi hồi xưa nó đẹp, thấy vô rừng thấy nó chín, mùa này nó chín đẹp, hái vậy không ăn được rồi, ít ăn được đâu bạn, chua. Mình xin chùm về quay cho các bạn coi để biết nha. Quay cho các bạn coi để biết là cái dãy rừng. Hồi xưa trong rừng nhiều lắm các bạn. Hồi chưa cấm mình ưa vô rừng lắm. Mà giờ nó cấm rồi các bạn ơi, trong rừng già. Cũng có thanh trà rừng nữa các bạn, thanh trà rừng nha. Nhưng mà nó có tháng mưa ở tháng mùa tháng 3 thanh trà, rồi mưa xuống là hết rồi các bạn. Nếu còn sót trái nào thì mưa xuống ướt, nước mưa nó cũng thối cũng hư hết rồi các bạn. Rồi qua cái gùi nha các bạn, cái gùi nó là dây, bây giờ mấy loại đó giờ cũng chặt hết rồi. Cái tháng 5 tháng 6 là cái trái này các bạn, cái trái trường này, cái vải này nè, nó có lỗ trái trường đó các bạn. Kêu trái trường đó, nó cũng nhỏ hơn cái này một chút, giống gì nè, nhưng mà nó màu vàng đó các bạn, nó giống giống cái này nè, màu vàng. Rồi trái nhãn nữa các bạn, trái nhãn rừng nữa nè. Tháng rừng ở tháng 7 á. Cái nhãn nó trái y như trái nhãn nhà mình cho các bạn.
dán cái trái, cái hộp, cái mùi thơm nó y chang các bạn, không khác gì hết. Nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó nhỏ hơn hơn trái này nè các bạn. Nó nhỏ hơn trái này nữa. Đó, nó nhỏ hơn cái trái này nữa nè. Mà nó y như trái, trái nhãn nhà luôn. Trái nhãn nhà sao nó vậy đó, y chang vậy đó. Có người ta kêu cây trà rang đó các bạn. Có người cây nhãn rừng. Nhiều lắm các bạn ơi, chứ nhiều loại trái, trái bứa nè. Rồi trái rỗi nè. Trái rỗi là cái trái là măng cục rừng đó các bạn. Y như trái măng cục mình luôn các bạn ơi. Ăn cũng giống vậy đó. Nhưng mà nó kêu trái rỗi. Hồi trước đi rừng mãn năm các bạn ơi, cho nên mùa nào mình cũng biết loại trái đó hết. Tháng 3 thì thanh trà, tháng tư mưa xuống thì có trái gùi, tháng 5, tháng 6 thì có trái này nè, trái trường, trái nhãn. Rồi cái tháng 12 đó các bạn, tháng 12, tháng 11 đó, là có trái xay. Trái xay nó chín, nó màu đen, nhỏ, trái nhỏ nhỏ xí, trái chút chút, chín nó màu đen, ăn cũng chua chua ngọt ngọt. Mình hồi xưa là đi rừng, cho nên mình biết nhiều lắm các bạn. Mà lâu rồi mình không có vô rừng rừng già các bạn ơi, không có vô rừng già, đi rừng thưa hoài này không à. Hôm nay mình xin được chùm à. Về quay cho các bạn coi cho biết thôi, biết là cái dãy rừng nó như thế nào các bạn. Chào các bạn ha.